hướng hạ sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ, hàng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ, hạng chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú, rừng dục được chặt đứt chính nhờ không trọng cộng trú, như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn cũng vậy. Nếu đi đến với kẻ lười biếng biếng nhác, bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy hãy tránh xa kẻ lười không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Xích Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Cầm Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Thân, cùng chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ ạ. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vô Thác Cá, chương 3 Ba Pháp, bài 78. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ, các chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian quá khứ các chúng sanh tùy theo giới đã giao thân chung dòng với các chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ, hạng chúng sanh hướng thượng đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời tương lai các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ, hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ, hạng chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: rừng được sanh lên chính do sự cộng trú, rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú, như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn cũng vậy. Nếu đi đến với kẻ lười biếng nhác, bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy tránh xa kẻ lười không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những gì thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc bài xong ạ. Xin gửi mic lại cho Sích Anh Minh nè. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp,
Kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, cô tu nữ Phúc Hạnh. An ninh kính chào quý anh chị. Dạ, con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, chương 3 Pháp, Pháp Ba Chi, bài 78 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tùy theo giới đã giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú. Rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú. Như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn, cũng vậy. Nếu đi đến với kẻ lười biếng nhát, bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy hãy tránh xa kẻ lười không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, ấy mình đã trả bài xong, kính nhân nít lệ đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Ai Minh. Dạ, cảm ơn Sức Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn cô Ai Minh, Trịnh Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kinh Tiểu Bộ Itiputtaka chương 3 ba pháp. Bài 78 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tỳ theo giới với các chúng sanh hướng hạ. Này các tỳ kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ.
Hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại, các chúng sanh tỳ theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ, giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng, giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú. Rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú. Như leo, tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn. Cũng vậy, nếu đi đến với kẻ lười, biến nhát, bật sống, đời tốt lành, rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy, hãy tránh xa kẻ lười, không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc viễn ly, với bản viễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn cô ấy Minh, xích Trần Đạo, Cẩm Vân, xích Rạng Đông, cô tu nữ Phúc Hạnh đã hoan hỷ ông bài cũ. Dạ, bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu số 79 La Mã. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trở hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên phận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm quân lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ cảm ơn Rạng Đông. Dạ con xin phép được đọc chánh kinh ạ. Kinh Tiểu Bộ Itiputtaka chương 3 ba pháp 79 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến tổng giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổng giảm cho tỳ kheo hữu học. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổng giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc,
không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, đó là ba pháp này không đưa đến tổng giảng cho tỳ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Tỳ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện và ưa thích nằm ngủ, sống dao động trạo cử, vì tỳ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy, đối vị ấy cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có tháo động, vì tỳ kheo như vậy mới có thể chứng được chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thầy Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trần Đông và đạo tràng, và con kính nhân mít đến sư Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng. Kính thưa quý cô tu nữ, quý thiền nam tín nữ, hôm nay đó thì chúng ta học bài số 79 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Aphiwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa khá tô phá gá quá ta tham mô tham măng nạc ma sa mi. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatipanno Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó cũng là học ba pháp, mà qua đó chúng ta thấy đọc cái phần chánh kinh, trong đây nó có ba cái chi pháp chính. Đức Phật ngài dạy rằng các vị tỳ kheo hữu học, một á là một vị tỳ kheo học thích công việc, thích thú công việc, đam mê trong công việc, ưa thích trong công việc đó. Đó là một. Hai đó là vị tỳ kheo thích ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện và đam mê nói chuyện. Cái thứ ba đó là vị tỳ kheo thích nằm ngủ, thú nằm ngủ, đam mê trong thích thú nằm ngủ. Thì ba pháp ấy đưa đến tổn giảm một vị tỳ kheo hữu học. Ngược lại đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rằng các vị tỳ kheo, nếu một vị tỳ kheo hữu học không tổn giảm đó, là một vị tỳ kheo không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê trong công việc, không thích thú nói chuyện trong công việc, không thích thú nói chuyện, không đam mê, không thích ngủ. Nằm ngủ và không thích thú nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, vân vân. Thì như vậy đó là một vị tỳ kheo đó hữu học có thể không đưa đến, vị tỳ kheo đó không đưa đến tổn giảm của vị tỳ kheo hữu học. Đó là ba cái chi pháp mà
chúng ta cần tìm hiểu ở đây. Cái bài học hôm nay thì nó rất là dễ, không có gì để khó hiểu. Nhưng mà chúng tôi muốn giải thích cái từ hữu học ở đây, thì cái hữu học ở đây đó, thường thường đó là chúng ta được biết trong cái danh từ Pali đó, là asekha là vô học, và sekha là vô hữu học. Hữu học hay là vô học ở đây đó là chỉ cho bậc thánh. Nhưng mà chúng ta hiểu cái từ hữu học ở trong cái bài học này đó, thì không phải là chỉ cho, hoàn toàn là chỉ cho các vị thánh. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ đó, thì các vị thánh đó, thì các ngài có những cái pháp tinh tấn, hay là có những cái pháp thức tỉnh, và có những cái pháp mà các ngài nghĩ đó là cái sự thiện xảo trong pháp tiến hóa. Còn bản thân của những người phàm phu á, thì chúng ta hiểu ở đây đó, là ở đây chỉ cho hữu học là có thể là vị tỷ kheo phàm phu mà còn phải phấn đấu trên cái con đường tu tập của chính mình. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên là cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì có lẽ là chúng ta còn phải nỗ lực phấn đấu thức tỉnh trong mọi trường hợp, trong mọi kiếp và trong mọi cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên là không bao giờ mà chúng ta gọi là cái người mà vượt qua khỏi những cái sự ràng buộc của thế gian. Mặc dù chúng ta biết rằng trong ba pháp này nó hết sức là đời thường, hết sức là bình thường ở trong cái đời sống với công việc. Thứ nhất là Đức Phật ngày nói là một vị tỳ kheo còn ưa thích với công việc, thích thú với công việc, đam mê và ưa thích thú với công việc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng sự thật ra đó, thì trong các cái thiện sự đó, thì trong đó có một cái thiện sự, bất cứ ở trong các cái thiện sự, thì trong đó có một cái thiện sự gọi là phục vụ. Phục vụ tức là chúng ta lo cái công việc này hoặc là lo cái công việc kia để chúng ta tạo phước cho chúng ta, tạo phước cho chúng ta. Thì khi chúng ta tạo phước phục vụ đó, thì chúng ta cũng có được một cái phước phục vụ. Phước phục vụ đó là nếu mà nói về cái phương diện phước hữu lậu đó, thì cái nhân mà do chúng ta tạo phước hữu lậu phục vụ đó, thì khi chúng ta sái sanh lại làm người, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái đồ chúng, có nhiều cái người phục vụ chúng ta. Nếu chúng ta sanh lại cõi chư thiên, các cái cõi chư thiên, thì chúng ta sẽ được những cái phước báo của những vị chư thiên, đặc biệt là những cái vị chư thiên ở cõi tha hóa tự tại. Tha hóa tự tại. Vì sao nó gọi là cõi tha hóa tự tại? Cõi tha hóa tự tại đó là cái cõi mà chúng ta biết rằng khi mà cái ý tưởng của vị thiên đó đó, nghĩ rằng tôi muốn cần cái đó, thì tự động có người khác phục vụ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là do cái ý muốn của những người mà ở vị thiên, mà ở cõi trời tha hóa tự tại. Tuy nhiên đó là khi chúng ta sanh lại cõi trời á, thì bất cứ ở cảnh giới nào thì chúng ta cũng được hưởng cái phước ở trong cái cõi chư thiên đó. Vì vậy cho nên là chúng ta nói trên phương diện phước hữu lậu. Dĩ nhiên là phước vô lậu đó, khi chúng ta phục vụ đó, nó là tạo cái công đức phục vụ. Nó đưa đến cái việc mà chúng ta có thể thanh lọc được cái phiền não từ nội tâm của chúng ta, để chúng ta giác ngộ, giải thoát. Đó là trên phương diện cái phước hữu lậu. Thì bây giờ khi nói rằng một vị tỳ kheo ưa thích công việc, đam mê trong công việc và thích thú trong công việc, ở đây đó quý vị biết rằng đời sống mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, là phải nói là chúng ta cần phải có cái gọi là thức tỉnh trong mọi trường hợp. Mặc dù chúng ta làm công việc đó là một trong những cái phước phục vụ, nhưng mà khi mà nói về cái nội tâm á, mà chúng ta bận về công việc đó, mình thích thú ở trong công việc, thì tâm mình nó sẽ bị bận rộn, nghĩ ngợi đến đó, nghĩ ngợi đến những cái công việc đó. Cho nên cái tâm của mình nó cũng khó cái định tĩnh.
Ở đây chúng tôi nói là thích công việc, ở đây có thể nói là thiện sự đó, thích công việc làm việc này kia để phục vụ đó, đó là một việc thiện đó. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta nghĩ đến công việc, thích thú công việc, đam mê trong công việc, thì rõ ràng là tâm của chúng ta nó sẽ dễ dàng hướng đến cái sự bận rộn. Ở trong kinh bộ, trung bộ, kinh Gò Mối, trung bộ kinh á, thì kinh Gò Mối ở thuộc trung bộ kinh á, thì Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có nói về cái việc mà vì sao mà cái Gò Mối đó là ban ngày đó là nó phát sáng, nhưng mà ban đêm nó là phun khói. Thì ở đây muốn nói, tức là ban ngày phát sáng, ban đêm phun khói, tức là nhiều khi chúng ta nghĩ ngợi đến cái công việc, ban đêm chúng ta ngủ cũng không yên. Quý vị ở đây chú ý một điều, đó là nhiều khi mình gặp một cái công việc gì đó, có những người đó khi mà họ vô ngủ đó, thì họ ban ngày lúc họ thức ấy, thì họ tính toán này tính toán kia, nhưng mà khi mà họ thả lỏng cái là họ buông ra là họ ngủ liền, họ dễ ngủ. Nhưng mà có những người cũng rất là khó ngủ. Khó ngủ là ở chỗ là họ phải tính toán với biết bao nhiêu cái công việc của họ. Cho nên là ban đêm là mình suy nghĩ cái cách này làm cái việc này, làm cái cách này làm việc kia, vân vân. Thì khi mà mình tính toán, mình suy tư ấy, thì ở đó nó liên quan đến cái dục tầm, nó liên quan đến cái sân tầm, nó liên quan đến cái hại tầm, tức là ba cái tư duy bất thiện đó. Mặc dù là ban đêm chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta tính toán, chúng ta làm cái này làm cái kia, thì ban đêm á là phun khói, nhưng mà ban ngày là chiếu sáng, là ban ngày mình đem ra mình làm, ban đêm mình tính toán cái gì đó thì ban ngày mình đem ra mình làm. Thì ở đây Đức Phật Ngài muốn nói là nếu mà mình thích thú với cho công việc, đam mê trong công việc, thì khi mà mình nghĩ ngợi, chúng ta để ý một điều, đó là cái sự sáng tạo của con người đó, cái sự sáng tạo của con người đó, nhiều khi mình nghĩ là mình nghĩ cái cách này cách kia để mình làm cái sản phẩm này, hoặc là làm cái cách kia để cho tốt đó, thì nó là một trong những cái yếu tố từ ở nơi một trong năm cái triền cái của chúng ta, bắt nguồn từ ở cái phóng dật, bắt nguồn từ ở cái phóng dật. Tại vì tâm mình nghĩ ngợi đến việc này, nghĩ ngợi đến việc kia, nghĩ ngợi đến sự tính toán này cách kia để mình làm cái công việc gì, thì cái tâm của mình nó không thể định tĩnh được. Và ngay cả lúc thức cũng như là lúc ngủ. Cho nên là Đức Phật Ngài muốn dạy mình đó, là một cái vị tỳ kheo hữu học đó, là mình phải không phải là mình không thích thú với công việc, mà rõ ràng khi mà mình thích thú với công việc ở bên ngoài đó, thì cái tâm của mình nó bị phóng dật. Tâm của mình bị phóng dật. Mình phải tính toán cách này, hoặc là mình toan tính cách kia. Và do vậy đó, cái tâm mình khởi lên cái dục tư duy, tức là cái tham cầu á, cái tham cầu, tham cầu, tham cầu về về cái sự thụ hưởng, tham cầu về cái sự sở hữu, hay là tham cầu về cái sự hướng vọng của chính mình. Và chính cái sự tham cầu đó nó làm cho cái dục tư duy của mình nó sanh khởi. Rồi bây giờ khi chúng ta nghĩ đến cái gì mà nó không hài lòng, cảnh vật không hài lòng, con người không hài lòng, làm cho chúng ta không hài lòng. Cho nên là ngay cả cái sắc tinh hương vị xúc đó, chúng ta thấy như vậy, nhưng mà có những điều chúng ta gọi là không hài lòng ở trong sắc tinh hương vị xúc, thì cái sự không hài lòng đó chính là cái sân tâm của mình nó khởi lên. Sân tâm của mình là rồi chưa kể đó là một lúc nào đó cái có một ai đó là mình không hài lòng, hay là làm mình bực bội, là mình khó chịu, hay là chính bản thân của người đó họ gây oan trái với chính mình, thì mình lại là đem nuôi cái lòng nghĩ đến cái sự não hại, hãm hại, làm tổn thương những cái người đó bằng cách là trả thù, hay là bằng cách là tìm cách này cách kia để trả đũa lại, vân vân, làm cho người khác tổn thương đau khổ, thì chính cái đó gọi là hại tư duy. Hại tư duy. Vì vậy cho nên ở đây đó,
Nếu như một người mà thích thú với công việc, chúng ta hiểu ở đây đó, một vị tỳ kheo đó, không phải là mình không phải là mình không làm với công việc ở bên ngoài, nhưng mà rồi đó là mình lại là sống một cách thụ động, không phải. Mà ở trên phương diện á, một cái vị tỳ kheo đó là cần phải thức tỉnh ở nội tâm của chính mình, tức là lúc nào mình cũng phải giữ cái tâm của mình có đời sống chánh niệm, giữ cái tâm của mình có đời sống chánh định, bằng với cái phương pháp hành trì của mình qua pháp hành, qua pháp hành, chứ không phải là mình không thích thú công việc mà mình thụ động. Cho nên là trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy như thế này. Đức Phật ngài nói rằng dù là chúng ta sống cả đánh cả trăm trận trăm thắng, nhưng mà nếu chúng ta không thắng được cái giặc lòng của mình á, thì rõ ràng là mình là một cái người thất bại, thua cuộc. Cũng như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng ở phẩm chiến sĩ á, thì Đức Phật ngài ví dụ rằng một vị tỳ kheo đó như là một chiến sĩ giữa trận mạc, giữa trận mạc. Tại vì sao? Ở bên ngoài thì những cái quân lính, những chiến sĩ ở bên ngoài thì người ta xông pha trận mạc là trận mạc ở ngoài biên cương, ở ngoài biên giới để chống giặc. Nhưng mà đối với một vị tỳ kheo đó thì mình xông pha trận mạc ở đây đó như là một cái vị chiến sĩ để chống lại với cái giặc lòng của mình, tức là phiền não của mình. Đó là điều quan trọng. Cho nên chúng ta thấy ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì giờ ở đây, khi mà nói rằng mình thích thú với công việc là cái sự ràng buộc, là vì sao? Là tâm mình nghĩ ngợi đến những điều đó, nó tạo cho cái trạng thái phóng dật. Rồi khi mà mình thực hiện, đem ra mình thực hiện đó, thì có những việc được và những việc mà giống như ý của mình, như ý muốn của mình, và có những việc nó không như ý muốn của mình, thì nó sanh ra những cái sự phản ứng. Sự phản ứng. Bởi vì ở đây đó là nếu như ý muốn của mình đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chúng ta thích thú thỏa mãn ở trong cái sự ham thích của mình trong công việc đó. Trong công việc đó. Trong công việc đó. Nhưng mà rồi á, cái việc đó mà nó không như ý muốn của mình á, thì rõ ràng là trong nội tâm của mình nó sẽ tạo nên một cái trạng thái hụt hẫng, tạo nên một cái trạng thái không hài lòng. Thì cái đó là sân tâm sanh khởi. Cho nên khi mà mình toan tính với bao nhiêu công việc đó, thì cái đó nó cũng là một cái sự trở ngại, và cái tâm phóng dật của mình nó sẽ sanh khởi. Và ở đó dục tư duy sanh khởi, hận tư duy sanh khởi, và hại tư duy sanh khởi. Vì vậy cho nên khi chúng tôi nói đó là trong kinh Gò Mối thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng cái Gò Mối là ban ngày chiếu sáng nhưng mà ban đêm phun khói. Có nghĩa là ban đêm chúng ta không ngủ mà chúng ta toan tính những chuyện này, chúng ta nghĩ ngợi đến những việc kia, sự thành bại nên hư đó làm cho chúng ta nao lòng. Và chính vì vậy đó cho nên là chúng ta thấy rằng là ban ngày chúng ta đem ra chúng ta thực hiện, thì cả những cái ban đêm rồi đến ban ngày đó thì nó tạo ra cho ở cái nội tâm của mình, thứ nhất là tâm phóng dật dao động sanh khởi, không định tĩnh, không có chánh niệm được. Cái thứ hai đó là để cho cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy dễ dàng sanh khởi. Đó là như vậy. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, nhiều khi ở bên ngoài, mặc dù là chúng ta biết là chúng ta làm những cái thiện sự, làm thiện sự, chúng ta lưu ý là mình làm thiện sự, nhưng mà cái tâm của mình vẫn giữ được cái tâm của mình có đời sống chánh niệm, hoặc là chúng vẫn giữ được cái đời sống của mình nó an tịnh, chứ đừng có gì một chút không hài lòng, hay là gì một chút cái việc gì đó để rồi cái tâm của mình nó khởi lên những cái pháp bất thiện. Cái điều đó nó không tốt, nó không tốt. Cho nên nói gì nói, có nghĩa là một cái sự tu tập của chúng ta thì nó có nhiều cái thiện pháp khác nhau để hỗ trợ cho chúng ta, để làm cái nền tảng
hành trang cho chúng ta tiếp tục tu tập hướng đến cái sự giác ngộ. Điều đó rất là quan trọng. Chứ còn chúng ta cũng không nói là pháp này là duy nhất, pháp này là độc nhất. Cho nên là nói gì nói mà chúng ta không trao dồi cái nội tâm của mình thì có nghĩa là ở cái phần nội hàm của mình, tức là ở trong tâm của mình nó không có cái nội lực tu tập, thì đó là một cái sự thất bại, cũng như là nó làm cho mình lâu ngày trở nên một cái trạng thái thối lui, thối lui. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái pháp thứ hai ở đây mà Đức Phật Ngài nói là ưa thích với lại cái chữ nói chuyện, ưa thích nói chuyện, ưa thích nói chuyện và ham thích với cái nói chuyện và đam mê ở trong sự nói chuyện. Vì sao mà nói chuyện? Chúng ta thấy một điều đó là như thế này nè. Chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà cái lời nói của chúng ta, nếu mà chúng ta nói chuyện trong kinh gọi là nói chuyện, gọi là phù phiếm, nói chuyện phiếm, nói chuyện phù phiếm. Phù phiếm đó là chuyện sao? Chuyện bến nước, chuyện chợ, chuyện búa, chuyện xe, chuyện làng, chuyện trên làng sơn xóm dưới đó. Chúng ta nói chuyện nó không có mang đến cái mục đích chính là hướng đến cái nội tâm an lạc, mà nói chuyện hết chuyện đầu trên xóm dưới, chuyện người này, chuyện người nọ đó. Thì cái điều đó đó, chúng ta ham nói. Có những người rất là ham nói, thích nói. Cho nên nếu mà mình nói bằng với cái nội tâm mà an tịnh thì nên nói. Còn nếu mà nói với cái tâm mà chúng tôi nhớ rằng có những người đó, họ nói chuyện của người khác, nói chuyện của người khác, rồi cái tâm của họ đó bị lôi kéo ở trong cái sự sân hận qua câu chuyện đó. Khi mà họ nói lên đó, thì họ bộc lộ lên cái cách nói của họ, biểu hiện lên cái cách nói của họ. Có nghĩa là mình hiểu rằng họ đang sân hận với trong công chuyện đó, mặc dù chuyện đó không dính dáng gì tới họ. Họ kể chị A, anh B, chị Bích gì đó ở chuyện đầu trên xóm dưới, nhưng mà họ kể với cái cách của mình, và giờ kể với cái thái độ của mình, với cái sự không hài lòng của mình, bực bội với cái việc đó, sự việc đó, cái công việc, cái câu chuyện đó kể ra như vậy, thì cái tâm của họ nó cũng là lay động, lay động. Nhiều khi mình họ nói câu chuyện đó mà tâm họ thấy họ bộc lộ lên cái sự sân hận, khó chịu qua cái câu chuyện đó, mặc dù cái việc đó đó, cái chuyện đó nó không có liên quan gì tới họ, nhưng mà khi họ kể thì họ bộc lộ lên cái thái độ của họ là cái người sân hận, bực bội ở trong cái công việc đó. Cái thứ hai nữa là khi mà mình kể việc những nói chuyện gì đó mà gọi là chuyện phím đó, thì cái tham phiền não mình nó sẽ sân khởi lên cũng có. Chúng ta thấy không? Mà chúng ta đi đến trường thiền á, ở các cái trường thiền lớn, chúng ta thấy một điều là như thế này nè. Cái món quà mà tặng cho nhau quý nhất đối với các thiền sinh với nhau đó là sự yên lặng. Đó là sự yên lặng. Cho nên là vô trong trường thiền rồi đó là mình hạn chế nói. Những chuyện gì cần nói thì chúng ta trao đổi với nhau bằng một cách khẽ, tức là nói nhỏ, vừa đủ nghe, không làm ảnh hưởng người khác. Không làm ảnh hưởng người khác. Và những chuyện nói đó là trao đổi những chuyện cần thiết trong lúc mà mình hành thiền đó thôi. Còn nếu không thấy cần thiết thì chúng ta cũng không cần phải trao đổi. Mà bây giờ đó là cái món quà mà trao với nhau, tặng với nhau giữa các thiền sinh với nhau đó, là sự yên lặng. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật Ngài nói là một thầy tỳ kheo, các thầy tỳ kheo khi mà hội họp với nhau thì có các thầy nên có hai việc nên làm, đó là nói năng như chánh pháp và yên lặng của bậc thánh. Nếu mà mình phải nói thì nói năng như chánh pháp, nhưng mà nếu ta yên lặng thì hãy yên lặng của bậc thánh, giữ cái yên lặng của bậc thánh. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói chuyện á, mà nói chuyện ở đây là nói chuyện phím á, thích nói chuyện đầu trên xóm dưới, chuyện này chuyện nọ, chuyện ông A bà Mít chỉ xoài gì đó, cái chuyện đó nó làm cho cái tâm của mình dao động, làm cho cái tâm của mình dao động. Cho nên là nếu như chúng ta nói, nếu có nói thì nói năng như chánh pháp, còn không là chúng ta vẫn giữ yên lặng, vẫn giữ yên lặng.
Mà ở đây nói là một vị tỳ kheo đó, hữu học, mà thích, ưa thích với cái ưa thích nói chuyện, ham thích qua, rồi ham thích ở trong cái sự nói chuyện đó, ham thích cho nói chuyện, rồi ưa thích nói chuyện như vậy đó, thì rõ ràng là cái tâm của người đó, đó. Chúng ta biết rằng nếu mà mình ham thích nói chuyện phím cuộc đời này, này thì cái tâm của mình nó khó có cái sự an tịnh. Cho nên nếu mà để chuyên tâm cho cái việc mà gìn giữ cái nội tâm của mình, dựa trên cái phương pháp thiền tập, dựa trên cái phương pháp thực hành, thì mình nên giữ cái sự yên lặng và mình nên theo dõi những chuyện gì giới đối với một cái người tu tập á, đặc biệt là những người những thiền sinh á, những cái người tu thiền á, thì những chuyện gì nó xảy ra thì chúng ta biết ghi nhận, biết như vậy thôi, chứ chúng ta không cần phải phân biệt nhân ngã bỉ thử tốt xấu gì ở đây, mà chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là theo dõi, ghi nhận, biết được cái nội tâm của mình. Chứ còn chúng ta không cần phải để ý cái việc đó nó sao, ra sao, tốt xấu hơn hơn thua như thế này thế nọ, chúng ta không cần phải phân biệt nhân ngã bỉ thử, mà bây giờ chúng ta chỉ theo dõi cái nội tâm của mình, đó là việc chính, đó là việc chính. Cho nên khi mà mình nói năng cái tâm của mình á, nó làm cho mình tâm mình nó trạo cử, tức là làm cho cái tâm của mình nó bồn chồn, nó lo âu, nó bồn chồn lo âu á, là được và mất. Chúng ta thường có một cái suy nghĩ là theo cái suy nghĩ của chính mình, qua câu chuyện đó mà chúng ta nhận định một cách phiến diện. Phiến diện là cái nhận định của chính mình, tư kiến của chính mình, và nhận định của tư kiến của chính mình á, thì có khi nó đúng và có khi nó sai. Và khi chúng ta nhận định và xét đoán bằng cái tư kiến của chính mình thì cái tâm của mình nó sẽ là bị dao động, bị trạo cử. Đó là điều mà phải có thôi, điều là mà phải có. Cho nên nó làm cho cái nội tâm của mình là không có thể có được cái sự an tịnh. Và Đức Phật khuyên một vị tỳ kheo hữu học, tức là vị tỳ kheo đang tu tập đó, hiểu ở đây đó là, chúng ta hiểu ở đây đó, tỳ kheo hữu học là những vị, có thể nói là những vị phàm phu nữa, những vị tỳ kheo phàm phu. Và chúng ta hiểu luôn là cả những người cư sĩ của chúng ta tu tập cũng vậy. Chúng ta ưa thích nói với công việc, nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện đầu trên sớm dưới đó, thì nó là cái sự trở ngại chúng ta. Cho nên là ở đây nó là đưa đến cái sự thoái hóa ở trong cái đời sống. Rồi á, bây giờ đó là nói đến một cái điều thứ ba ở đây. Đức Phật Ngài nói rằng là một người ưa thích ngủ nghỉ, ham thích ngủ nghỉ, rồi là thích nằm ngủ, rồi là đam mê trong ngủ nghỉ. Quý vị thấy nè, nếu cái tâm của mình nghĩ đến pháp bất thiện thì thà tốt hơn mình ngủ, mình tốt hơn, hiểu là như vậy. Nhưng mà mình ngủ nghỉ nhiều đó thì rõ ràng là cái tâm của mình nó không có thức tỉnh được. Mà cái điều thức tỉnh nó rất là quan trọng nha. Thức tỉnh nó rất là quan trọng. Chánh niệm và tỉnh giác là hai pháp cần thiết, có nhiều cái lợi lạc trong đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên nói rằng mình ham ngủ nghỉ, rõ ràng là cái ngủ nghỉ á, nó cũng là một cái nhu cầu cần thiết của cơ thể của chúng ta thôi. Nhưng mà rõ ràng là ngủ nghỉ nhiều đó thì cái tâm của mình nó sẽ mê mờ, chúng ta không thức tỉnh được. Đâu phải ngủ nhiều là tốt, ngủ nhiều nó cũng sinh bệnh. Và ngủ nhiều á, thì là cái tâm nó là cái trạng thái của cái sự mê mờ, bởi vì chúng ta không thức tỉnh. Bởi vì nếu chúng ta thức á, chúng ta ít ngủ á, thì chúng ta vẫn theo dõi được cái tâm của mình, biết được của tâm của mình, ghi nhận được cái tâm của mình bằng đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta luôn luôn có cái sự thức tỉnh. Còn nếu như chúng ta mà ngủ á, thì chúng ta, nó là một trạng thái của tâm hôn trầm thủy miên mà. Cho nên là khi mà mình ngủ như vậy á, thì mình bất giác,
mình không biết được, mình không theo dõi được cái đề mục của mình, mà mình ngủ nghỉ nhiều á, thì rõ ràng là cái hôn trầm thụy miên nó sanh khởi, làm cho mình không thể có được một cái đời sống thức tỉnh được. Vì vì vậy đó là cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Ngược lại ở đây đó, thì Đức Phật Ngài nói có ba pháp mà đưa đến không tổn giảm, đưa đến không tổn giảm của một vị tỳ kheo hữu học. Thứ nhất đó là không ưa thích công việc. Cái thứ hai là không ưa thích nói chuyện. Cái thứ ba là không ưa thích ngủ nghỉ. Mình thấy á, là những cái pháp này đó là nghe rất là đơn giản, nghe rất là bình thường, nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta ưa thích những cái điều đó là những cái sự trở ngại cho đời sống tu tập của chúng ta. Nhưng mà ngược lại chúng ta không ưa thích công việc, ở đây đó là không ưa thích công việc. Chúng tôi nhớ ở cái câu chuyện này chúng tôi nói luôn, cái thời mà bao cấp, lúc đó chúng tôi ở trong chùa, thì chúng tôi nhớ không lầm là cái câu nói này của Phật giáo Bắc truyền, của một vị tổ, hình như là Lai Quả, tổ Lai Quả của Trung Hoa hay là của Việt Nam mình. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền, cái câu là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Cái câu này nó phù hợp với lại vào thời bao cấp. Chúng ta nhớ, một ngày không làm là một ngày không ăn. Một ngày không làm không ăn. Thì cái thời điểm đó là người ta quan niệm là tu sĩ là phải ra lao động. Lao động đó là vinh quang, mà không lao động là không vinh quang được. Và nó hợp với cái câu mà tổ Lai Quả nói rằng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Thì chúng ta hiểu ở đây đó, là ở đây đó, cái làm của cái việc làm của một cái vị mà thức tỉnh, đặc biệt là ở trong Phật giáo đó, là mình làm là trau dồi cái nội tâm. Đúng rồi. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực đó. Thì ở đây đó là chúng ta hiểu rằng một vị tỳ kheo đó, là nếu mà mình trau dồi cái nội tâm mình, đó là việc làm của một vị tỳ kheo. Chứ không phải là hiểu trong cái nghĩa đen là chúng ta phải ra ngoài là lao động chân tay hoàn toàn, mà hiểu là cái quan trọng là trau dồi cái nội tâm của mình bằng những cái việc làm của một cái vị tỳ kheo thức tỉnh là như vậy. Cho nên ở đây đó là trước nhất đó là mình phải phải trau dồi cái nội tâm. Mình không có thích những cái công việc bên ngoài, nhưng mà mình lại thích những cái công việc của mình ở bên trong. Cái phận sự của một vị tỳ kheo đó là trau dồi cái nội tâm. Chúng ta nhớ rằng là một vị tỳ kheo trong kinh Pháp Cú, một vị tỳ kheo xuất gia ở tuổi già, thì khi mà xuất gia tuổi già vậy, hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp này có mấy cái phận sự. Mình hiểu cái phận sự nó giống như việc làm, chữ 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 thú rá ở đây là như việc làm, thú rá ganh. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này nè. Đức Phật ngày nói là có hai cái phận sự. Một đó là ganh tha thu rá, tức là phận sự pháp học. Và cái phận sự thứ hai nữa là vipassana thu rá, tức là phận sự hành thiền quán, pháp hành, phận sự pháp hành. Thì hai cái phận sự này đó, thì khi mà Đức Phật ngày nói có hai phận sự vậy, thì kheo nó bạch Đức Thế Tôn, do là con xuất gia ở tuổi già, cho nên là con không có cái khả năng, hay là chúng con không có cái thời gian để con đi theo một cái phận sự pháp học, mà con chỉ đi theo cái phận sự pháp hành. Với Thế Tôn này nói là sa thú lành thai, thì vị tỳ kheo này mới học cái đề mục từ nơi Đức Phật, là vị tỳ kheo này tìm cái chỗ thanh vắng lo hành thiền, chẳng bao lâu khao á, thì vị tỳ kheo này chứng quả vị A La Hán. Thì chúng tôi nhắc như vậy để cho quý vị thấy rằng là trong Phật pháp này nó có, Đức Phật ngài có hai cái, ngài dạy có hai cái phận sự, thì tùy theo cái khả năng của người, và cả hai cái này chúng ta nếu được là chúng ta song hành cả đôi, học và hành, đó là điều mà chúng ta ấy. Nói như vậy không có nghĩa là cái người hành là chỉ hành thôi, không có biết cái gì hết á, thì cũng không được. Chúng ta cũng phải học căn bản để chúng ta biết để mà thực hành. Còn cái gì mà chuyên về học á,
thì người ta phải có nhiệm vụ đi tìm tòi ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Và ở bên cạnh đó thì họ cũng kết hợp với pháp hành, tức là đến một lúc nào đó thì họ lại chuyên tâm cho cái việc thực hành. Thông qua cái pháp học đó, họ đã am hiểu, họ đã biết rõ, thì bây giờ họ chuyên tâm lo cái việc thực hành. Thì cái đó là gọi là học hành, nó song hành với nhau. Học và hành nó song hành với nhau. Đó là điều mà chúng ta thấy ở đây. Như vậy thì ở đây đó, một người mà ưa thích với cái công việc, mà không ưa thích với công việc, ở đây muốn nói là cái công việc ở bên ngoài, nhưng hiểu là công việc ở bên trong, cái công việc ở bên trong của một vị tu tập đó, là dù mình trau dồi pháp học hay là mình trau dồi pháp hành, điều đó rất là cần thiết, rất là cần thiết. Cho nên nói là không ưa các cái công việc là hiểu là các công việc ở bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn ưa cái phận sự của mình là phận sự pháp học hoặc là phận sự pháp hành đối với một cái người tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới có tiến triển được. Cái thứ hai nữa đó là nếu chúng ta có nói năng, chúng ta không ưa thích những cái công việc phím, nói công việc, nói những việc phím, chuyện phím, chuyện đầu trên xóm dưới, chuyện người này tốt, chuyện người kia xấu, không nên. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy cho chúng ta rằng chớ nên nhìn cái lỗi của người mà hãy nhìn nên cái lỗi của mình. Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên là mình nhìn cái lỗi của người á, thì mình nói rằng cái người này tốt, người kia xấu, người này được cái nền, được cái kia mất ấy. Nhưng mà mình không lại nhìn lại chính mình coi tại sao mình lại nhìn người khác, mà mình không nhìn lại chính mình là tâm mình nó đang bị bận rộn, tâm mình đang bị hướng ngoại, tâm mình đang bị trói buộc bởi tham sân si đó. Mình vì thấy người ta làm cái việc này không ý thích mình thì mình bực bội, sân hận. Hay hoặc là thấy người ta làm như vậy đúng với cái ý thích của mình, thì cái thích thú của mình, cái sở thích của mình, cái ham mê của mình đó, nó trở thành cái tham đắm ở trong đó. Nó cũng không phải là cái tốt. Cho nên là nếu mà để có ở trong cái sự nói chuyện ấy, thì nếu chúng ta có nói năng ấy, thì nói năng như chánh pháp, còn không là chúng ta không nên dành cái thời gian quá nhiều để ngồi tán gẫu với nhau, ngồi mà đàm tiếu với nhau, ngồi mà nói chuyện phù phiếm với nhau chẳng có lợi ích gì. Mà thời gian thì quý vị biết rằng nó luôn luôn trôi qua, không bao giờ đứng yên. Thời gian ấy, mà chúng ta bước sang tuổi trung niên rồi mấy hồi, mấy chốc nữa là chúng ta sẽ bước sang cái tuổi lão niên. Mà chúng ta không lo nhìn lại chính mình, do không lo cái vốn liếng cho chính mình, không lo cái hành trang cho chính mình, thì đến lúc nào đó chúng ta có nhìn lại thì nó cũng đã muộn rồi, không còn kịp với cái thời gian nữa. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là mình không nên ưa thích với cái sự nói chuyện phù phiếm. Nói chuyện phù phiếm. Và khi mà nói chuyện phù phiếm như vậy, tâm của mình sẽ bị dao động, tâm của mình sẽ bị chi phối bởi tham sân si, do mình còn phiền não. Cho nên là điều đó nó không nên. Cái điều thứ ba nữa mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là một vị tỳ kheo không nên ưa thích ngủ nghỉ, không đam mê trong ngủ nghỉ, không ưa thích ngủ nghỉ, và không có ưa đam mê trong ngủ nghỉ như vậy đó, thì cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Chúng ta nhìn lại đó, một ngày 24 tiếng đồng hồ, 24 giờ, chúng ta sẽ có 8 giờ ngủ nghỉ, rồi chúng ta sẽ có 8 giờ để lao động, hoặc là 10 giờ hoặc 12 giờ lao động, rồi còn bao nhiêu cái thời gian còn lại để chúng ta tiêu tiện, ăn uống, sinh hoạt cá nhân khác, vân vân. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại trong cả cuộc đời của chúng ta, một ngày 24 chúng ta chia ra làm 3, thì 1/3 trong thời gian đã ngủ nghỉ rồi. Còn lại hơn 1/3 chúng ta lao động. Lao động đó là chúng ta làm ra tiền bạc của cải vật chất, lo cho gia đình, lo cho bản thân, lo cho người này người kia, vân vân, vân vân. Thì còn lại đó là 8 tiếng đồng hồ hoặc là 10 tiếng đồng hồ chúng ta ngủ nghỉ. Thời gian ngủ nghỉ rất là nhiều. Cho nên là chúng ta chú ý cái chỗ này một chút. Chúng ta chú ý chỗ này một chút. Như vậy thì cái người mà ham mê ngủ nghỉ đó, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Thứ nhất á, nó sẽ sanh ra cái sự hôn trầm.
Và khi mà hôn trầm thị miên kéo cái giấc ngủ nó dài như vậy đó thì chúng ta không có thức tỉnh được. Mà hôn trầm đó, nó là cũng sự trở ngại ở trong năm cái loại triền cái. Nó là một phương pháp trở ngại che ngăn ở trong nội tâm của chính mình. Mặc dù ngủ nghỉ nó là cái nhu cầu của một cơ thể, nhưng mà nếu chúng ta để dành cái thời gian đó quá nhiều đó thì rõ ràng là chúng ta ham thích. Có những người đó quý vị thấy rằng là họ không làm gì, họ cứ ngủ dùi từ sáng tới chiều. Họ ngủ rất là hay, ngủ từ sáng tới chiều, không cần ăn uống gì, ngủ luôn vậy đó. Mặc dù là trước đó họ cũng ngủ nghỉ cũng bình thường, nhưng mà rồi đó khi mà họ không làm là họ có thể ngủ được như vậy. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói có những người như vậy. Thì ở đây có thể nói rằng là do mình ham mê ngủ nghỉ cho nên cái tâm của mình nó sẽ bị hôn trầm thị miên. Cái thứ hai nữa đó là một cái người mà ham mê ngủ nghỉ thì những việc gì mà cần để mà tiến cho cái sự tu tập của họ, họ không thể nào thực hiện được, khó thể thực hiện. Vì vậy cho nên nó sẽ bị thụt lùi. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng không nên ham mê ngủ nghỉ, không nên ưa thích ngủ nghỉ. Mà chúng ta giống như là chúng ta đọc ở trong kinh có mấy cái nhân vật, có mấy nhân vật mà không ngủ được. Một là trong kinh Tăng Chi Đức Phật Ngài nêu đó là một vị vua đó là nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, nghĩ đến cái chuyện phồn vinh của đất nước, nghĩ đến cái việc an cư của dân chúng, quần chúng, dân chúng ở trong trong quốc gia của mình, mà vị đó không ngủ nghỉ được, vị vua không ngủ nghỉ được. Cái thứ hai nữa đó là tên ăn trộm, nghĩ đến cái cách để mà rình mò, để mà tham cắp với lại cái tài sản của người khác đó, cho nên là thức cả đêm cũng không ngủ được. Cái thứ ba nữa đó là một cái người nam hoặc là một người nữ tơ tưởng người tình của mình, người trong mộng của mình mà không ngủ được. Và cái thứ tư đó là một vị sa môn hành pháp không ngủ được. Thì chúng tôi muốn nhắc Tinh Tăng Chi Đức Phật Ngài dạy như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng là cái vị mà sa môn á, mà sở dĩ không ngủ được đó, không ngủ được ở đây không phải là để cái tâm của mình nghĩ ngợi đến những cái chuyện khác mông lung, nghĩ đến những cái chuyện tham cầu, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, mà ngủ không được là do đời sống thức tỉnh chuyên tâm lo hành đạo, lo hành thiền, bằng đời sống thức tỉnh chánh niệm tỉnh giác mà vị đó không có ngủ, ít ngủ, ít ngủ. Thì ở đây muốn nói tức là vì vậy đó cho nên là nếu mà mình tính lại đó là mỗi góc độ của một người khó ngủ khác nhau. Tên ăn trộm cũng có cái cách khó ngủ, không ngủ được. Rồi một người nam hoặc là một người nữ tơ tưởng người tình trong mộng của mình mà không ngủ được thì cũng có cái cách không ngủ. Rồi một cái nhà vua, một vị vua không ngủ được vì nghĩ đến quốc gia đại sự. Rồi một vị sa môn lo chuyên tâm hành đạo mà không ngủ được đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà mình dành thời gian mà ngủ nhiều quá đó thì không có thể nào chuyên tâm thức tỉnh hành đạo được. Vì vậy cho nên là nó sẽ đi đến cái đời sống thối đọa. Còn một cái người mà không ngủ ở đây đó mà mình chuyên tâm lo hành đạo, hành đạo, thì rõ ràng là cái điều đó nó sẽ đưa đến cái sự không tổn giảm, mà mình sẽ có được cái sự tiến hóa. Và trong kinh Đức Phật Ngài còn mô tả rằng đối với một người thiện xảo trong pháp tiến hóa, rồi một người thiện xảo trong pháp thoái hóa, rồi một người thiện xảo ở trong phương tiện, thì hiểu ở đây đó là ngay cả bản thân của chúng ta, cái pháp nào mà điều nào mà làm cho chúng ta thoái hóa thì chúng ta phải biết rõ những điều đó, biết đó thoái hóa chúng ta tránh, biết thoái hóa để chúng ta tránh, đó là thiện xảo. Rồi mình biết được cái pháp nào cho chúng ta được tiến hóa, nỗ lực tiến hóa, thì chúng ta cũng biết cái pháp đó để chúng ta biết tận dụng thời gian, biết tận dụng phương pháp và tận dụng cái phương cách để chúng ta làm cho chúng ta được tiến hóa ở trong đời sống tu tập của mình. Và cái thiện xảo thứ ba nữa đó là thiện xảo trong phương tiện, tức là chúng ta biết cái cách điều chỉnh
làm những cái cách nào để cho chúng ta được tiến hóa. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận ở đây. Vì vậy cho nên là trong cái nội dung bài kinh này thì Đức Phật Ngài dạy trong kệ ngôn như thế này: tỷ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện và ưa thích nằm ngủ, sống dao động trạo cử. Vị tỷ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy đối vị ấy cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được nói, không được có tháo động. Vị tỷ kheo như vậy mới có thể chứng được chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói và tôi đã được nghe. Thì tóm lại ở trong nội dung bài này á, Đức Phật Ngài nói nếu một người mà ưa thích công việc làm cho mình bị dao động nội tâm, toan tính, rồi phiền não nó sẽ sanh khởi lên. Rồi mình ưa thích với nói chuyện thì phiền não, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy nó sẽ sanh khởi lên, pháp bất thiện sẽ sanh khởi lên. Rồi mình ưa thích ngủ nghỉ thì cái hôn trầm thụy miên nó sẽ sanh khởi lên, và chúng ta không có một cái đời sống thức tỉnh được. Và vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là không nên ưa thích những công việc ở bên ngoài, rồi không nên ưa thích nói chuyện phù phiếm, và không nên để thời gian quá nhiều cho việc ngủ nghỉ, không nên ưa thích ham thích ở trong cái việc ngủ nghỉ quá nhiều. Và như vậy đó thì làm cho chúng ta bị thoái hóa. Ngược lại những cái người mà không ưa thích những cái nói chuyện, ưa thích công việc, rồi ưa thích tới cái sự ngủ nghỉ, thì người đó có cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình. Thì chúng tôi xin được chia sẻ cái bài học hôm nay với bao nhiêu ý nghĩa trong cái nội dung bài học này. Cũng mong rằng chư Phật tử chúng ta hiểu rõ cũng như là ghi nhận những cái gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta hết sức là thực tế, để cho chúng ta có thể suy gẫm, để chúng ta có thể suy tư, để chúng ta có thể nỗ lực trau dồi như cách mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta về cái việc mà trau dồi nội tâm của chính mình, để cho cái đời sống tu tập của mình có thể có được cái sự tiến bộ, tiến hóa ở trong đời sống, an lạc trong hiện tại, an lạc trong tương lai, đặc biệt là an lạc tối thượng, đó là giải thoát. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, hộ trì chư tu nữ Phật tử chúng ta được an lạc, để chúng ta dũng mãnh giữ vững niềm tin hành trì giáo pháp của Đức Phật, để chúng ta được an lạc giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng, và chúng con kính thượng tọa, kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con thấy mít sư mới vừa vào room, con kính dân mít đến sư. Tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bài đề và ta sắp bấm bút đà nợ phá quê nợ sá đà sá thị phong văn chú đề. Bằng quả tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bài đề và ta sắp bấm hàm mà nợ phá quê nợ sá đà sá thị phong văn chú đề. Bằng quả tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bài đề và ta sắp bấm song khá nợ phá quê nợ sá đà sá thị phong văn chú đề. Tất cả phương năng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tăng, để được Pháp tính cùng chư tôn đức
đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya devata santi vihara wa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vihara mang da le thế ra cha ma cha na wa ca cha bích kha vô sarami ka da na pa ti u pa sa ka gama cha de sani gama cha isara sappana puta sukita pavantu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta a tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng thầm ma qua răng pa ti cha te sappe dukkha sakha rontu sankha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sẵn khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rắc khăn tu sắc thầm mô sa bê bi thầm ma cha ri nô vụt thêm sầm pa khu ni ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.